Thưa quý vị, cuộc thi Chuông Vàng Vọng Cổ không chỉ là nơi tôn vinh nghệ thuật đờn ca tài tử và nghệ thuật sân khấu cải lương, mà còn khuyến khích mọi người, nhất là thế hệ trẻ, về việc gìn giữ những giá trị nghệ thuật truyền thống. Hàng năm, tại cuộc thi Chuông Vàng Vọng Cổ luôn xuất hiện những gương mặt trẻ triển vọng. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một vài gương mặt trẻ của cuộc thi năm nay. Chào bạn có thể giới thiệu với quý vị khán giả bạn tên gì và mình đến từ đâu? Dạ, xin chào quý vị khán giả và em chào chị. Em tên là Trần Thắng Phát, em đến từ Hậu Giang và hiện tại là em là sinh viên của trường Đại học Bình Dương. Đây là lần đầu tiên mà em đến tham gia với chương trình và em cũng đã có những cái ấp ủ, những cái bài hát đến với chương trình này. Là một người trẻ thì bạn đã tìm cái nguồn cảm hứng của mình và cái niềm đam mê yêu thích với bộ môn nghệ thuật cải lương là từ đâu? Từ ngày xưa thì cha em đã đờn và hát, vì những cái câu đờn giọng hát đó là đã thấm vào trong máu của em rồi, cho nên là em rất là đam mê bộ môn cải lương này. Chúc cho bạn sẽ luôn thành công trong cuộc thi năm nay. Em tên là Nguyễn Thị Thanh Thảo, năm nay em 16 tuổi. Hôm nay em đã đủ tuổi để đi thi cuộc thi Chuông Vàng Vọng Cổ. Em rất là hồi hộp và nôn nóng được vô phòng thi. Em hy vọng là mình sẽ hoàn thành tốt cuộc thi này. Xin chào quý vị khán giả. Đúng với ý nghĩa của cuộc thi, Chuông Vàng Vọng Cổ là nơi truyền lửa đam mê. Các thí sinh đến với cuộc thi không chỉ đặt mục tiêu là chinh phục chuông vàng danh giá, mà còn xem đây là cơ hội được học tập, cọ sát với một sân chơi có tính chuyên môn cao. Những lời nhận xét của ban giám khảo sẽ là những hành trang quý giá, giúp các thí sinh dần hoàn thiện mình, cũng như tiếp thêm ngọn lửa đam mê với bộ môn nghệ thuật cải lương. Một tín hiệu rất đáng mừng cho cuộc thi Chuông Vàng Vọng Cổ là rất nhiều thí sinh trẻ. Họ có sự đầu tư, có bài bản hơn. Chúng tôi rất mừng vì các bạn trẻ hiện nay vẫn dành cho tình yêu sân khấu cải lương. Chúng tôi hy vọng rằng các bạn trẻ này sẽ là những nhân tố để tồn tại và phát triển cho sân khấu cải lương thành phố Hồ Chí Minh cũng như sân khấu cả nước. Mời quý vị và các bạn đón xem đồng hành Chuông Vàng Vọng Cổ vào lúc 19h45 trên kênh HTV9 vào mỗi tối thứ 6 và thứ 7 hàng tuần và phát lại vào hôm sau vào lúc 5h55 trên kênh HTV9 và 16h45 trên kênh HTV7. Hãy theo dõi hành trình chinh phục chuông vàng của các thí sinh năm nay ở các hạ tầng khác của HTV như fanpage Chuông Vàng Vọng Cổ, website htv.com.vn, YouTube HTV Giải Trí, TikTok HTV Official. Xin chào và hẹn gặp lại!